định 71. Vừa đọc trên báo, run run bao người giật mình thót tim. Khi đi ra đường phải nhìn trước nhìn sau. Đường em bây giờ xài tiêu không đủ sắm, lấy tiền đâu mà nộp phạt đây các anh ơi. Nghị định ơi, thật là giật mình thót tim. Chẳng sẽ ở nhà hoặc là đi xe buýt thôi. Và ta biết một điều thật giản dị, đi xe ra đường có cà vẹt cũng chưa yên. Này xe ơi, phải làm sao đây? Chủ cũ của mày giờ này tao biết kiếm đâu. Giờ tao biết một điều thật giản dị, có muốn bán mày tao chắc chẳng ai mua. Này xe ơi, thật là đớn đau. Mới sắm được mày tao phải dành tiền biết bao lâu. Và tao biết một điều thật giản dị, xe buýt tao xài cho mày đắp chiếu luôn thôi. Xe buýt tao xài cho mày đắp chiếu luôn thôi.